Sáng 10 tháng 1 năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bàn giao đối tượng Phan Văn Tuấn, 54 tuổi, ở Khánh Vân, thành phố Buôn Ma Thuột và toàn bộ tang vật cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và hàng ngàn viên đạn dược. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 1, lực lượng chức năng bắt quả tang Tuấn đang chạy xe gắn máy trên đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, đang chở gần 6 kg thuốc nổ đem đi bán. Sau đó, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Tuấn tại phường Khánh Xuân, thì phát hiện ông này cất giấu hơn 18 kg thuốc nổ được lấy trong các viên đạn, gần 4.400 viên đạn và vỏ đạn các loại. Khám xét xung quanh nhà, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vỏ bom mìn đã tháo hết thuốc nổ. Bước đầu, ông Tuấn khai nhận đang mang 6 kg thuốc nổ đem đi bán với giá 3,6 triệu đồng thì bị bắt. Tôi đi ra phải liều á, là bất kể chỗ nào cứ họ mua là tôi bán thôi, rồi giờ mày nói không có tiền nên đập đông nó ra bán đó, là 6 ký là bán 3,6 triệu. Mình cũng biết sợ nổi chứ, nhưng của cái mình nghèo mình có tiền thì mình mới lấy bán thôi, chứ còn nếu mà giàu có thì chủ cũng làm nghe nữa. Số thuốc nổ này ông Tuấn thu được trong một quả bom khi đi dò tìm bom mìn ở tỉnh Kon Tum. Được biết, ông Tuấn làm nghề dò tìm bom mìn đã gần 40 năm nay và đi rất nhiều tỉnh thành. Sau đó cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ đi bán, vỏ đồng thì bán phế liệu. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.